1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cả cuộc đời của mình, cún nó là người bạn đem đến ý nghĩ tích cực nhất, kể cả lúc mình tiêu cực. Sống vì cún là mới đã có 50% thôi, mình sống vì mình 50% là mình được thư giãn, mình được buông xả, mình bỏ được cái tham sân si, mình sống với thiên nhiên. Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Quý. Nếu mà nói về tuổi, năm nay tôi mới có 17 tuổi thôi, 71. Sự trẻ trung vẫn còn và bây giờ mới gọi là thực sự sống cho mình. Đi tới. Hàng ngày thì 4 giờ tôi đã dậy rồi, để đưa bé lên xe, buộc lại. Ra ngoài đường gặp nhiều sự cố thì bé không bị làm sao. Cái mông. Lạnh buổi sáng một tí. Đầu tiên ấy thì đi cái xe 50 thôi, có 6 con chó lên trên xe, xong cũng ngã lên ngã xuống. Thế rồi mới nghĩ ra là thiết kế ra cái sít tự ca, đón mấy bé cơ nhỡ rồi mấy bé ốm đau lang thang về nuôi, rồi nó cứ tăng dần số lượng lên, chen chúc vào nhau, trông các con khổ quá thì mới nghĩ ra các cái tầng này. Cái xe này tôi tự thiết kế, thì mình làm xong rồi thì mình lại thấy là nó bất hợp lý ở chỗ nào, mình mang đi mình sửa 5 lần tất cả. Giày mưa thì vải mưa giấu ở trong này, tung ra thế là các con ngồi ở trong. Mỗi tầng thì đều có một cái quạt cho các con thoáng. Ở trong này có một cái thùng nữa, là con nào ốm ấy thì lại vào đây nằm. Tại sao là tôi dựng cái xe này? Đi lang thang trên đường, đi chậm chậm thôi cho cún thư giãn. Đi tốc độ 10 cây số, bảo đảm an toàn được cái xe. Tránh ổ gà, đi rất chậm và luôn nhường đường cho tất cả những người xe to. Tôi có một cái ý thức thế này, bất kể cún tôi xuất hiện ở đâu là tôi đều phải vệ sinh ở đấy. Đỗ ở đường Hoàng Diệu hôm nào cũng quét sạch từ đầu đường đến cuối đường, bởi vì cún đi đến đâu cún sạch đến đấy, mục đích cũng chỉ để cho cún được yêu thương hơn thôi. Ăn nào, ôi nhân này hôm nay điệu thế. Tôi là ăn chay trường 12 năm rồi, ăn chay trường cơm với rau. Nhiều khi nói thật sự ra là cho các con ăn một bữa thức ăn có thịt là vừa nấu vừa khóc. Thấy cái ngực nó cứ tức hết cả lên. Cũng vì thương con. Nếu mà con ăn hạt luôn thì con sẽ bị ốm. Dạ, úi dồi ôi, bà. Hôm nay mùng 4 là nhân tắm này, chân dài này, Lucky này. Ngoài cún ra, tôi ở một mình. Đầu cuộc đời, bé chưa biết gì. Đến khi chiến tranh, tham gia quân đội, rồi hết chiến tranh lập gia đình, rồi sống với gia đình, tất cả mọi sự bươn trải sống cho mọi người. Bây giờ chính thức sống cho mình, chính thức mới là mình. Tôi đã thoát ly cuộc sống gia đình 30 năm, lúc mới ly dị, đầy sự căm hận, oán giận. Khi ta buồn, mở đài thật to, khóc thật to, khóc cho thỏa mãn. Khóc xong cái, nhưng những lúc như thế không để cho ai biết. Lúc nào cũng cười rất tươi. Thời gian nó cứ trôi đi, rồi mình mới ngộ ra một điều. Cái nợ nó không đến với nhau, cái chữ duyên nó không đến với mình, thì tự nhiên mình cứ nguôi dần. Mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác là mình đã có gia đình, cho mình được mấy đứa con. Đấy là cái mình phải cảm ơn đời. Một mai thức dậy cho tôi một ngày nữa để yêu thương, tức là mình có con để mình yêu thương. Tôi có một quan niệm là khi tôi độc lập, tôi tự lo cho bản thân mình, tự tìm cái niềm vui của mình, không gây phiền đến các con. Và mình tự chọn cho mình một cách sống, giữ cái sức khỏe để con cái không phải lo cho mình, giữ cái tư tưởng tích cực để cho con cái nó vui vẻ. Nhân nào vào ủ mẹ ông, vào trong này ủ mẹ nào.
Bây giờ thì nói thật sự ra là ngại việc lắm, ngại làm tóc lắm. Bây giờ bà bảo là buông rồi. Trong cái buông này gọi là không tham sân si. Nhưng mà bởi vì rằng là cái nghề nó ngấm vào máu thì bây giờ là mở cái kênh YouTube, mở là kênh dạy không đồng, tức là đưa cái kiến thức của mình còn minh mẫn nhá, mình còn nhớ được thì mình đưa lên để truyền đạt lại cho đời sau với một cái giá trị của cái kiến thức là không đồng, bởi vì không tham sân si nữa. Khi mà mọi người mà đưa cái ánh mắt trìu mến nhìn đàn cún thì cái cảm giác của tôi nhé, hạnh phúc lắm, cảm thấy là mình đã đem lại niềm vui cho mọi người.